Dạ em quay lên cho anh chị cây Anthurium clari. Cái này cây hybrid nha anh chị. Cây lai á. Cây lai nha anh chị nhé. Nó không phải là cây đắc phong đâu, mặc dù cái gân của nó cực kỳ là đậm, cái nền nó cực kỳ đậm này. Nó là cây lai đây anh chị nhé. Đó, nền đậm này. Em không biết là do cái cách mình trồng nó đậm hay là cái dòng cây nó đậm, tại vì cây lai mà mình cũng không biết được chính xác đâu. Đó, cái dòng này thì ngày trước em cũng có quay clip nhiều lần rồi. Bữa nay em đang có mấy cái cây size lỡ lỡ này đang bán cho anh chị sưu tầm ngày Tết nhé. Trước Tết anh chị sưu tầm chọn này về. Ngày xưa em đây là những cái chậu ngày xưa em lựa này anh chị này. Em lựa ra được những cái form lạ này. Đó, cây lai này em lựa ra form lạ anh chị này. Anh chị để ý này. Nó dạng ra cực kỳ đẹp luôn. Cuối cùng nó sau nó ra những cái lá mới nó lại tròn lại này. Đó, tròn lại thì em lại để em bán, em không có giữ lại nữa. Đó, ngày xưa lựa được những cái form rất là dị như này này. Cái này 150 nha anh chị. 150, cái này 150 này. Cái này 180 này, lớn hơn. Đều có bông hết rồi nha anh chị nhé. Anh chị để cho nó ra một hai cái đợt bông tới anh chị làm giống được. Đó. Còn cái form thì cái tầm tuổi này của nó chưa hình thành được chính xác cái form trưởng thành đâu anh chị nhé. Về có thể anh chị sổ được những cái form đẹp hơn nữa. Nhưng mà cái nền thì chắc chắn là nền đậm rồi này. Cái nền đậm này. Đó, cực kỳ đậm này. Đó, lá mới đây. Lá mới đây. Lá mới đây ạ. Đó. Cây thì ra lá mới liên tục nha anh chị. Nó giống cái dòng ăn thu này thì dòng ăn thu này thì à cái dòng 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 ăn thu của cái cây clary này á, thì nó trung bình nó khoảng tầm 35 đến 40 ngày một lá anh chị nhé. Tầm 35 40 ngày một lá rồi đó. Có những cái đợt chậm thì có những cái đợt chậm như cái mùa lạnh này thì tầm 45 ngày một lá. Đó, có nghĩa là nó sẽ ra lá liên tục và từ một cái lá này này nó sẽ ra một bông như này. Đó, anh chị sau anh chị mua về anh chị làm giống trên một cái cây này nó có tầm 3 4 bông là anh chị có thể tự tụ phấn trong cái cây với nhau được. Mình không cần phải mua thêm cây khác nữa anh chị nhé. Cái này 180 này. Cái này 150, 150 này. Hai cái này 150. Anh chị có nhu cầu inbox cho em nhé. Em xin cảm ơn ạ.